bà cơ hội nâng dưới số cũng mai bằng con nâng công bình ảnh YouTube từng học nha về tự lọc mà chụp cho mọi người trong 3 tiết đó chẳng chân là mai trong cà phà bà bằng con ngày nay ta nhóm miền video thông mây mùi tiết chai đồng lấy đó bằng con để cập bụng tại tam đàn video bằng nhóm bà ngày nay nhóm chai đồng lấy bằng con bẹ con cho mọi nâng sâu thông mây mùi bộ phê tiết đó để nhóm cập bụng tại thua cá sạp rùa này chia bộ phê sâu ô âm đọc bằng bấy đây chia bộ phê bụi thông mây để nhóm vô chôn màu vì Việt Nam bụi thông mây giờ láng để ở toàn miền thuộc cả đám đọc tế nơi nông tây cảm chia dường và miền đất nơi Việt Nam hay Việt Nam miền cổng hôn mối quật cổ bông tại ban nâng thuộc cả chọc về chi cá thuộc cả rốt chụp bạp bất nè mong phố còn rốt chụp bạp ở lời cất nằm chôl bùi bộ phê ô âm đầm bấy ni chôl màu hay không đá nhóm của bạn tạm đàn bùi ni chồng bạn bùi ni dù mơ nhưng chẳng còn là trong hôn nâng gọt chọc chi ca nằm chôl bùi ni mọc liếm cứ nhóm có chọc đàm tiệm tôn trong hôn ghê nắng hay tình vô màu thôi cả đàm đọc nữ không sai bỏ nhóm nó lơ tùm hôm đây và hai chìm hạt ta bộ phố và bộ phê sâu đi cứ chìa bộ phê sâu ô ấm đọc rằm bay đi chìa bộ phê sâu Việt Nam và cách nó không sống Việt Nam tình là phò phú hợp bọn phôn khu chiên ô ấm ha buôn ha mùi đại bọn phôn bị chìa cả sẽ có khám ai dương thơ sơ tụ trang bật tế hay mà đó lại đi và bộ phê sâu ô ấm đọc rằm bay ní cứ vì miên lạc nạ khó bì sâu ô ấm ha buôn ha mùi trong chúng ta chụp nội và chắc nhóm mình riêng rộp bóng ổn thà chụp nội tìm mối cứ bẹp bọn chụp mối nâng ajukal và ajukal cứ trâu vô phết ô âm đọc bằng bấy ní cứ miên ajukal mà cao sắp tới cao sắp rạm tháng ngày rư gọt đoan mà rồi tháng ngày bởi dương tam cơ thể nạp hiệp này cả thuê bò dưỡng cứ dưỡng cả đã chi cả bánh tham smile nâng tật cục còn mà bọn con bò dưỡng thuê đầy ruột lẹ cả nạ tật chết nhưng tam bôi ruột chết và toa bị đặt cọp bôi đó đấy miền này dục cao và chỉ cài sập ram tháng ngày mà cài sập bấy được cài sập ram tháng ngày bà bọc phết bôi ní chia bọc phết sâu đại miền nâng co bài chăng ngành chương bọc phết ô ấm có tuần nâng miên rô chiết miên ruột gà ốp và miên gà ốp miên khăn gà ốp chiêng và phết ô âm hay cọp có chia và phết cọp có bà nật nơi khăn ông bà tê Việt Nam sâu và phết ní kì chập tục chiêng có bà nật và phết sâu để miên có bà nật và chẳng có ách nóm tranh bàn và hay chúm pua lẹ gà nạ cọp có cọp sâu cứ miên lẹ gà nạ vênh vênh chương ô âm hà buôn hà muối hay miên cả tôi riêng ngô chương ô âm hà buôn hà muối bằng phôn bà vênh chiếng hình ngô chương tịch bà hay chùm xâm rạp tên là phòl vĩnh cư nực nông ca đi bỏ bỏ kê nực nông cả đá nắng cư tên là phó cho lọc bì bẩm bẩm tàu bẩm bẩy tàu chìm xung và bởi xin thì dân phơ bàn là ó ai lột đó đọc tàu nông mạng ta và chẳng lý chia ca phơ bị sao bọc nhóm tế nhưng mà đạt phơ tế chẳng nhóm vô mà phơ tạm màn cọp bù nhóm tinh máu 80 cà lô và mà cà lô 10 đô la chẳng lời ní cứ nhóm bàn bù bàn để dẹp bê cái lại nấy bữa này về bay vô bay mà bọn con bay vô bay chân cứ khơi nha cái lại khác miền chùm rồng bơ cái lại khác tầm chân thoát bị đầy và chân đi chụp bụi thông mây mùi tiết để nhóm bàn vô chôn máu với chân bọn con này bàn tam nan chân này bỏ nhóm lột và còn chỉ bàn chơi bay thả nhóm cọp bông ta thuê sợi khác nó không vẽ nì chúng vẽ nick trong miền thuở và phê sâu ô âm đọc bằng bay chúng nó đầy hai chìa mặt tá chia và phê sâu bằng rùa hay nâng sâu chụp bồn và
ជប៉ុនស្រូវជប៉ុនដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសន្ទូងគឺក្នុងប្រមាណផ្ទៃដីប្រហែលជា 8,000 ម៉ែត្រការ៉េបាទបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាវគ្គនេះគឺខ្ញុំធ្វើស្រូវពូជសុទ្ធបាទធ្វើស្រូវពូជដោយធ្វើទឹកពូជទៅឆ្នាំក្រោយហើយវគ្គមុនខ្ញុំមានធ្វើស្រូវប្រភេទស្រូវនាំចេញហើយនឹងស្រូវប្រភេទផលិតជាអង្ករប៉ិនិតបាទស្រូវកោបហើយនឹងស្រូវ OM 5451បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់រៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានធ្វើស្រូវពូជមួយប្រភេទទៀតគឺស្រូវ OM 18បាទអញ្ចឹងយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពូជស្រូវ OM 18របស់ខ្ញុំនេះនឹងទទួលបានទិន្នផលក៏ដូចជាការវិវត្តរបស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាំរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលទិដ្ឋភាពជារួមក្នុងស្រែរបស់ខ្ញុំបាទយើងបូមទឹកទៅមានទឹកជ្រាបជុំវិញព្រោះទឹកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបូមបដើព្រោះបដើគេអត់តមានអ្នកព្រោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំព្រោះមុនបាទនេះជាទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងស្រែរបស់ខ្ញុំក៏បានដើរទេបងប្អូនព្រោះផុកច្រើនបាទយើងលើកភ្លឺទុកផុកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរួមចាំមើលថាតើការវិវត្តរបស់ស្រូវខ្ញុំនឹងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងមកនេះមកកន្លែងនេះដីទំហំដីកន្លះហិកតាបាទកន្លះហិកតាទៀតខ្ញុំព្រោះបានជាង10ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងកន្លះហិកតាទៀតខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែមកកន្លែងនេះបានហើយហើយចំណាយស្រែខាងនោះជាស្រែរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើសន្ទុំបាទយើងសន្ទុំបានប្រហែលជា 15% ហើយបាទយើងសន្ទុំបាន 15% ហើយខាងនោះគឺយើងស្រូវសន្ទុំស្រូវជប៉ុនបាទនេះបងប្អូនស្ទូងស្រូវជប៉ុនហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនអ្នកស្ទូងរបស់យើងគាត់ទៅដកបាទដកសំណាបព្រោះយើងអស់សំណាបស្ទូងអញ្ចឹងយើងដកមួយថ្ងៃស្ទូង2ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ